Mọi người nha, mình đang ở trại của anh Tâm ở Trà Vinh luôn nha. Chuyến này là mình đi Trà Vinh xong rồi mình sẽ quay về Bến Tre. Mình sẽ đi tỉnh khác và đây là trại của anh Tâm. Bài này bao nhiêu con rồi? 500 con rồi. 500 con. Thì đây là trại mà chỉ giả chiến tạm thời thôi, tại vì Tâm có kế hoạch về Tây Ninh để làm kiên cố hơn, nhưng mà về mức độ về cái chỗ khu nuôi rồi cát rồi này nọ cũng 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 tốt, là bày rồi em lại nhiêu Rồi em lời 20. 20 là 500 con có lý ha. Bài này chắc là được hơn 20 rồi, bài này có giá rồi, bài này cũng 500 rồi. Đợt này nếu mà bắt này chắc qua lễ rồi có giá thì nó sẽ khả năng nó hơn. Thì bữa nãy em nói là bài này nó mới bị sự cố bỏ ăn hả? Nó trước là nó bị mưa nhiều, cái nó ăn ba cái dưa dơ này nè, cái nó bị chảy, xong rồi cho uống thuốc xong mấy ngày cái nó bị bỏ ăn, nó ăn ít á, tự nhiên nó ăn một ngày 3 bao cái xong cái nó tuột lại còn có 2 bao Dịch này nay đi 60 ngày. sáu mươi ngày Thì lý do là do mình kinh nghiệm thì nghe nói thì chắc chắn là cái bài này nó bị dính cảm sốt. Sốt là nó bỏ ăn. Nhưng mà tình trạng nó không nguy hiểm. Thì bên kỹ thuật có can nó đã xử lý rồi cho uống Loxacin với Paracet. Thì nay uống 4 ngày. 4 ngày. Thì bài dịch là anh thấy ổn rồi đó, phân tốt rồi đó. Mà nó chưa ăn mạnh lại phải không? Chưa ăn mạnh, nó bị đó, nó ỉa phân vàng luôn á, rồi xong rồi uống giờ nó bớt. Thì theo anh nhận định thì bài này nó ổn rồi, nó vượt qua được cái sự cố đó rồi. Thì chăn nuôi có lẽ là cái chỗ trại em nó chưa có hoàn thiện ấy. Tại tạm bợ nên là nó dễ xảy ra tình trạng trục trặc như vậy. Ở cái chuồng trại quan trọng lắm, về Tây Ninh là chịu khó đầu tư bán bài dịch này là còn cái lưu ý là còn khi vịt mà nó vừa bệnh xong mà mình cho uống thuốc rồi thì em giải độc gan thường cho anh, rồi men tiêu hóa do khi mà mình đánh kháng sinh thì cái lợi khuẩn nó cũng sẽ bị mất, bị chết đi, thì mình sẽ hỗ trợ những cái con men để vô cơ thể dịch nó hỗ trợ tiêu hóa lại, thì nó sẽ tầm 1 2 ngày nữa là nó sẽ ăn mạnh lại thôi, em yên tâm. Chứ còn anh nhìn phân với tình trạng dịch là nó đã khỏe hết rồi. Thì về cuối nữa, về cái chỗ Tâm làm thì thứ hai là có sự cố gì em điện anh em kỹ thuật bên mình có hết nha. Thì nuôi sao, nuôi với anh thấy yên tâm không? Thấy được á, thấy cũng phái, nuôi 2 bầy rồi nghe cũng ổn. Ở ngoài này cũng mừng rồi, nói chung là sự cố nhẹ, phần này anh thấy tốt rồi, nó không ảnh hưởng lông đâu. Cái bên kỹ thuật anh dặn rất là kỹ về cái vấn đề kháng sinh, lưu ý mọi người kháng sinh là tuyệt đối, đối với sim là kháng sinh là không có dùng những cái dòng như là ảnh hưởng tới cái lông đó. Thì đặc biệt là ở gốc sinh pha bà con lưu ý là không sử dụng tới cái gốc đó, nó ảnh hưởng tới bộ lông và nó làm cho mình nó bị rụng lông, mình chỉ sử dụng những cái gốc kháng sinh nào là nó không có ảnh hưởng tới lông, đặc biệt là con chim á. Thì chỗ em là chưa có chuồng trại nữa, cho ăn uống mày vậy hả? Em muốn để đẳng đi, đừng để ngoài đây. Ban ngày nó đi ra ngoài đây nè, Cậy ngày tối rồi em cho nó vô trọng, ăn uống ở trọng luôn, cái cưng ngày quá, thì đem ra. em cứ để nó đói nó vô ăn uống sàn cho nó sạch. Bữa mới thì để ở trên đó rồi nó không có lên á, trưa nó nắng nó nằm ở ngoài không, nó thấy nó không vô thôi đem ra cho mẹ ăn luôn. Dịch 60 ngày nhưng mà hôm nay là nhìn muốn máy muốn phủ lông rồi. 60 hay 60 mấy ngày? 61 ngày. 61. Không ổn rồi, không sao hết. Từ từ men tiêu hóa rồi vô cho thuốc bổ rồi vô cho nó ăn sung rồi. Ngày hôm nay nó ăn mấy bao? 2 bao. 2 bao bình thường ăn 3 bao. 3 bao. Ngày đêm ăn 3 bao, 3 bao mấy. Này chắc ngày 2 ngày nữa nó ăn ăn sung rồi.
Với lại biết sao, phần mái nó muốn đủ lông rồi nó sẽ ăn ít lại. Tự nhiên á, ngày hôm qua làm cái bực cái xuống hai bao. Ừ. Sao kỳ đó. Không, từ từ nó kiểu nó đang... như hồi bài trước á, thì tới hồi mà nó lớn lên thì nè, cái nó ăn giảm từ từ, nó ăn ba bao mấy cái xuống ba bao cái xuống ba bao rưỡi cái xuống hai bao. Rồi anh giải thích em nghe. Thì nãy nói rồi, uống kháng sinh vô thì cái lợi khuẩn đó, nó sẽ bị giết luôn, thì cái đường ruột nó sẽ yếu và nó sẽ giảm ăn lại. Thì nay mai nó nó khỏe rồi, mình bổ sung men tiêu hóa với bổ vào lúc đang rồi, thì nó, 2-3 ngày nữa thì nó sẽ ăn mạnh hơn. Chứ lại phần dịch máy nó cũng gọi là nó cũng giảm ăn à. Giai đoạn mà nó ăn mạnh nhất là giai đoạn từ tháng tới tháng thứ hai, từ 30 ngày tới 60 ngày là ăn mạnh nhất. Chứ nhiều khi nó cũng tình trạng dịch là ổn. Thì đây là toàn bộ cái, nãy em có quay sàn chưa? Em quay cái sàn vô xem, thì cái chỗ này là ổ rồi nước thoát ra vô. Nó không thoát hả? Không, nước thoát hả? Nên là nước hơi đen ha. Nước đen. Hên em ở kiểu tách biệt khu dân cư chứ không rồi nó cũng ảnh hưởng môi trường. Rồi ruộng đó em có trồng lúa không? Ruộng lúa của mình hả? Đây không, bên kia của người ta. Cái gì? Không sao. Coi vậy tranh thủ. Đây là trại của anh Tâm, trà Vinh thôi. Thì vừa bị sự cố dịch, nó bị trúng gió, nhưng mà kỹ thuật của mình đã giải quyết rồi. Thì cũng nói em yên tâm, cả này là ổn rồi. Yeah. Thì mình cũng rất là mừng là trại bài thứ hai của Tâm vẫn đạt được cái chất lượng và hiệu quả đầu con. Bài này hao hụt nhiều ít. Ít hả? Chừng chục trở lại rồi. Cũng không có điếm nữa. Cái này có kinh nghiệm hơn trước 100%. Thì mình sẽ bắt cái bài này sau khoảng 2 tuần hơn nữa, thì mình sẽ cho mọi người biết được cái lợi nhuận của bài thứ hai này. Rồi mình có chuyển hướng lên Tây Ninh làm thì chịu khó đầu tư cái trại nó tốt hơn. Rồi, mọi người nhớ theo dõi follow kênh TikTok và YouTube để theo dõi những video tiếp theo. Mình sẽ đi 100% hệ thống trại tầm của mình để cho mọi người theo dõi trong tháng 6 này. Rồi, chào mọi người nha. Ông ổng rồi.